Chào các bạn đến với khóa học Jira trong quản lý dự án. Hôm nay ngày số 2, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dự án theo mô hình Agile Board ở trên công cụ Jira Software nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Đây là Jira mà tôi đang sử dụng này, đúng không? Bây giờ bạn click ở bên thanh bên trái, bạn click vào Jira Software icon ở trên top. Thì lúc đó hệ thống sẽ navigate, sẽ điều hướng bạn tới menu là project. Trong menu project đây sẽ list out ra toàn bộ tất cả những cái project mà được assign hay là bạn đang thuộc cái dự án đó, đúng không? Ok. Thì hiện tại tôi mới có một project mà tôi đã tạo trong video trước, đúng không? Thì trong hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dự án theo mô hình Agile. Chúng ta sẽ tạo như nào nhé. Ok. Bạn để ý ở trong mục project bên tay phải ở trên top menu chúng ta có nút Create Project, đúng không? Bạn click vào nút này. Thì sau đó nó sẽ có hai option. Mình sẽ chọn project theo Classic Project hay là option thứ hai là Try Next Generation Project, đúng không? Thì option 1 làm theo Classic thì bạn phải làm việc thao tác khá nhiều, cấu hình khá nhiều, đúng không? Còn option 2 thì nó sẽ giảm tải hơn những cái công việc bạn cấu hình. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ đi qua cái option là Classic Project nha. Thì Classic Project này có vẻ sẽ thân thuộc với nhiều người hơn, đúng không? Nó sẽ đi theo quy mô hình cũ hơn và sẽ hay hơn. Đấy. Tôi sẽ click vào Classic Project. Ok. Sau đó nó sẽ mở ra cửa sổ Create Project. Ở đây tôi phải nhập tên project, đúng không? Phần key sẽ tự động dựa vào tên của project, nó sẽ generate cái key tự động. Ok. Thì tôi sẽ nhập vào đây là xây dựng website. Xây dựng website cổng bảo hiểm, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì key của nó tự động gen ra đây này, tôi điền thêm cũng được nhé, nhưng tôi chỉ để theo tự động thôi. Ok, tiếp theo nữa share setting with an existing project thì tôi dùng riêng thôi, tôi không share chia sẻ gì hết. Tôi chọn template, thì đến lượt chọn template ở đây thì tôi sẽ lựa chọn cái gì? Tôi kích vào nút trên template. Sẽ có 3 loại, đúng không? Tại vì tôi chọn là software mà. Thì nó sẽ có 3 loại. Nếu tôi là business thì nó sẽ loại khác nhá. Rất nhiều business thì rất nhiều. Nhưng tôi là software thì tôi sẽ chọn software. Và nó sẽ có 3 loại: Kanban, Scrum và Bug Checking, đúng không? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chọn mô hình Scrum. Mô hình Scrum này sẽ giúp tôi là quản lý những story này, task, workflow và Scrum team, đúng không? Ok, tôi chọn cái này và tôi ấn nút Create. Ok, thì bạn để ý project của tôi đã được tạo, tên là xây dựng website cổng bảo hiểm, đúng không? Sau khi được tạo thì hệ thống sẽ điều hướng bạn tới Active Sprint. Ok, tại vì chúng ta đang làm việc theo đã chọn cái bot theo là mô hình Scrum, đúng không? Thì Scrum và Agile. Thì để làm việc được cái mô hình này thì các bạn cũng nên hiểu một chút về các khái niệm, đúng không? Ok, thì đầu tiên là Scrum là gì? Scrum là một phương pháp Agile. Thì sản phẩm được xây dựng theo các lần lặp đi lặp lại trong một sprint, đúng không? Thì tiếp theo đó chúng ta sẽ hiểu là sprint là gì, đúng không? Tại sao lại có khái niệm sprint? Thì sprint là một vòng lặp ngắn hạn. Nếu lý tưởng nhất thì nó sẽ có từ 2 đến 4 tuần. Thì trong thời gian 2 đến 4 tuần này thì đội phát triển dự án phải thực hiện đầy đủ các công việc cần thiết như là đầu tiên lập kế hoạch này, phân tích yêu cầu này, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế design vân vân, đúng không? Tất cả các công việc, xong đến phát triển, thực thi coding vân vân của dự án. Đấy. Ok, thì trong một dự án mô hình Agile hay Scrum ấy, thì có rất nhiều sprint nhá. Và sprint lý tưởng nhất là từ 2 đến 4 tuần. Bạn nhớ điều này nhá. Ok. Tiếp theo nữa, chúng ta có khái niệm Backlog. Backlog đây là gì, đúng không? Thì Backlog là nơi chứa các danh sách tập hợp các User Story, các Bug và các tính năng cho sản phẩm hoặc cho mỗi sprint, đúng không? Ok, thì chắc chắn bạn sẽ hỏi là User Story là gì, đúng không? Thì trước khi trả lời câu hỏi User Story là gì thì tôi sẽ đi trả lời câu hỏi, tôi sẽ xem trong Backlog nó có gì nhá. Bạn để ý ở bên thanh menu bên trái đây có là Epic, đúng không? Vậy Epic là gì? Đấy, đúng không? Tất cả các thuật ngữ đều rất mới, tại vì khi bạn làm Agile bạn chưa tiếp xúc bao giờ thì tất cả các thuật ngữ đều cực kỳ mới. Thì cá nhân tôi trong khóa học này tôi cũng không đi chuyên sâu về giải thích tất cả những cái thuật ngữ hay là những cái hoạt động hay những cái process trong Agile, và tôi cũng giải thích dạng là giúp các bạn hiểu được nó là gì thôi, đúng không? Thì Epic là gì? Epic là đại diện cho một cái user story rất lớn, hay bạn có thể gọi nó là một cái component to, đúng không? Trong cái khối lượng công việc của sản phẩm của bạn, đúng không? Thì nó là một user story lớn này, và cần phải được chia thành các user story nhỏ. Đấy, các story nhỏ. Thì chắc chắn là vì là một cái epic này nó lớn nên có thể nó sẽ phải được phát triển, được triển khai trong một hoặc nhiều spin nhé. Đấy, ok. Mỗi spin mình từ 2 đến 4 tuần thì mình có thể làm một hoặc nhiều spin cho một cái epic, nếu mà cái epic có độ khó nó là cao, đúng không? Ok. Thì bây giờ tôi sẽ đi tạo một epic nhé. Tôi tạo epic. Tôi lấy ví dụ tôi xây dựng website cổng bảo hiểm, đúng không? Thì tôi có cái chức năng liên quan đến Payment Gateway, đúng không? Cổng thanh toán, đúng không? Đấy. Thì là module cực kỳ lớn. Tôi sẽ tạo một cái epic là Payment Gateway implementation, đúng không? Ok. Summary này thì tôi có thể là implement the feature for Payment Gateway. Ok. Sau đó tôi sẽ ấn nút Create. Nhớ issue, cái issue type đây tôi đã Epic nhá. Thì trong issue type tôi có Epic này, user story này. Nếu theo cấp bậc thì sẽ Epic này. Sau đó đến story này, story đến task này, đúng không? Trong task một công việc thì chúng ta có thể có những công việc con, thì chúng ta gọi khái niệm là sub task. Thì bên cạnh song hành với task đấy chúng ta sẽ có là bug, đúng không? Bug là để phát hiện như khi nào. Bug thì sẽ được đội tester phát hiện trong quá trình mà verify, thực hiện unit testing, thực hiện system testing cho cái hệ thống của khách hàng, thì sẽ phát hiện ra các lỗi. Khi phát hiện được các lỗi thì đội tester sẽ phân tích và lốc nó lên trên hệ thống Jira với cái tag là bug nhá. Tôi hướng dẫn các bạn cách lốc bug sau. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ tạo epic trước này. Ok. Tôi ấn Create. Rồi. Lúc này bạn để ý một epic đã được tạo, đúng không? Với tên gọi là Payment Gateway. Thì đây là thông tin này, miêu tả này. Thì trong epic này nó cũng liệt kê ra có bao nhiêu issue, đúng không? Vậy bạn sẽ hỏi là khái niệm issue là gì, đúng không? Issue là không phải là những issue hay là những cái vấn đề mình gặp phải trong dự án hay là lỗi lầm gì đâu, đúng không? Issue ở đây bao hàm là rất nhiều thứ. Nó sẽ bao hàm cả những cái task này, hay là bug này, sub task của dự án của bạn, đúng không? Ok. Tiếp theo nữa, chúng ta có trạng thái là completed, là với số lượng là những cái user story, những cái task thuộc cái epic này thì đã có bao nhiêu công việc được hoàn thành. Đấy. Unestimated có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là với tổng số lượng với tổng số lượng là có user story là thuộc cái epic này thì đã có bao nhiêu user story chưa được estimate, đúng không? Hoạt động estimate là như nào? Hoạt động estimate là dựa vào khối lượng công việc của một component hay là của cái từng task hay của từng user story, thì thành viên trong nhóm dự án phải phân tích và estimate, đưa ra số, đưa ra effort và thời gian để thực hiện cái công việc đó, thì chúng ta sẽ gọi là estimate hay là estimation, đúng không? Ngược lại của unestimate thì bên dưới là estimate. Ok, rồi. Tiếp theo nữa, chúng ta có phần active sprint. Đấy. Tôi bách lại backlog nhá. Bạn để ý ở trong phần backlog, tôi sẽ trở về phần, đây là backlog này. Nếu tôi tạo spin, đúng không? Tôi ấn spin này thì nó tự động tạo tôi một cái spin 1 ở đây, đúng không? Cái prefix ban đầu tiên thì nó sẽ lấy tên cái viết tắt của dự án. Ok. Nếu tôi muốn tạo spin 2 thì ấn create, nó sẽ tạo spin 2 cho tôi, đúng không? Thì trong quá trình planning tôi sẽ phải ước lượng là trong dự án của tôi sẽ cần bao nhiêu spin và tôi phải làm planning cho từng spin. Đấy. Lát nữa mình sẽ đi chi tiết từ phần nha. Ok, đấy là khái niệm sprint. Còn một cái nữa liên quan đến version. Đấy. Quản lý version ở đây là gì? Về cơ bản version hoạt động cũng gần như tương tự so với Epic. Đấy. Thì tôi sẽ tạo mới một version, đúng không? Tôi name là version 1.0. Thì version 1.0 tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi every first UAT version to client, đúng không? Start date ngày tuần này bao nhiêu? Ví dụ tôi để 23 là chủ nhật rồi, 24, 28 cụ thể. Tôi sẽ create. Đấy. Thì trong một version cũng tương tự như vậy, đúng không? Cũng chứa các thuộc tính là ngày start date, ngày end date là bao nhiêu, có những loại issue là gì, đã bao nhiêu issue được complete, bao nhiêu cái chưa estimate và bao nhiêu cái đã được estimate, đúng không? Đấy. Thì thường chúng ta sẽ quản lý theo version. Chúng ta sẽ bàn giao sản phẩm cho khách hàng, đúng không? Chúng ta định nghĩa là trong một dự án chúng ta sẽ có bao nhiêu cái version bàn giao cho khách hàng, thì chúng ta sẽ đi gom nhóm nó lại và tạo các version trước, đúng không? Ok. Close cái này này, close đi này. Ok. Thì tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì trong các video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo task, tạo các công việc ở backlog, planning này, sau đó tạo các sprint. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Chúc các bạn vui vẻ và học tập tốt.